À, bây giờ mình sẽ nói về cái cách combo vị tướng Gracie nha. À, anh em có thể là combo bằng cách đó là ulti xong là anh em tốc biến lên thả chiêu 2 nha. Ví dụ như thế này, ulti xong tốc biến lên thả chiêu 2 và thả chiêu 1 đấy là đã lụm được cái mạng của vị tướng UA rồi anh em. Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì theo yêu cầu của anh em là mình vị tướng Gracie được chia sẻ cái video phù hiệu Bảo Ngọc và các cách chơi chuẩn và mạnh nhất của vị tướng Gracie. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em xem nhé. Đấy thì vào game ấy, thì đầu game ấy, thì mình cũng không có trao đổi chi thức gì nhiều, nhưng mà lại bị team bạn nó bắt ở cái đường lúc mình đi xuống mình canh giúp cho cái đường rồng, lại bị team bạn nó núp lùm, nó cho lên bảng đánh số này mà. Nên là lúc đó thì cũng hay đầu game mà. Nhưng mà mình đã chia cắt bớt cái đoạn đó rồi. Bây giờ thì hiện tại thì mình đã tiêu diệt được một mạng ở trong rừng của team bạn. Thì trong clip này á thì team bạn là có vị tướng Dimic cũng khá là tay khá là dài, đó là vị tướng UA. À, UA mà nó như cái thời mà còn hack map anh em. Bây giờ thì mình không biết là còn hay không, nhưng mà lâu nay mình đánh thì cảm giác là hack map nó cũng ít rồi. Nên là bây giờ quýnh thì thấy UA cũng không sợ gì lắm. Chứ ngày trước mà nó hack map thì thôi nó tố là chịu không nổi anh em ạ. À, sau này thì mình tung cái vị tướng zip của team bạn lên nhưng mà không trúng nha anh em. Đấy thì khi mà anh em đánh Gracie á thì Gracie là một vị tướng cực kỳ dễ chơi anh em. Đánh rất là sướng và cực kỳ dễ chơi luôn. Thì vị tướng Gracie này rất là phù hợp với đối với các bạn nữ. Và này thì mình sẽ tung cái thằng Chue lên, nhưng mà anh Zip đã anh rất là nhanh nhanh tay, anh đã ôm cái vị tướng UA lại anh em, và cuối cùng là team mình còn khá là ít máu nên phải đi về hết anh em ạ. Pha này thì mình quay trở lại để mình tung hoặc cái tung mình cấu máu nha anh em. Tại pha đó mình không giết được vị tướng UA của team bạn. Đấy, vị tướng Zip đã hút hết tất cả các thành viên về trong cái miệng của mình mà cứu được cái mạng của vị tướng UA, rất là hay đó anh em ạ. Thì đối với vị tướng Gracie này á thì về cái nội tại và chất tướng của Gracie á, thì nó là một vị tướng phép mà gây sát thương phép là cực kỳ lớn nha anh em. Thì anh em đánh Gracie anh em chỉ cần đứng sau và anh em cấu máu là ok rồi, không cần phải lao lên về phía trước đâu. Rồi trường hợp là anh em xanh quá rồi anh em tốc biến rồi anh em chơi cái máy cái thằng màu giấy của team bạn, khi mà anh em mà chơi trúng cái combo mà khi mà anh em xanh anh em chỉ cần một combo 3 chiêu là chắc chắn là có một thằng lên bảng điểm số anh em ạ. Nếu mà khi mà full đồ rồi á thì Gracie sẽ một bướm đi bướm về thì nó sẽ mất nửa cái máu thì mà ui pha này toàn ui rồi xong rồi anh em ạ. Thì pha này thì vị tướng Scout của team bạn là cố gắng là nhảy vào đấm mình luôn. Này thì mình cũng đã lên được cái trường bùng nổ rồi nha anh em. Thì vị tướng Gracie này á thì nói về cái chiêu thức của Gracie á thì nó cái nội tại của Gracie, khi mà anh em tung chiêu mà trúng tướng địch thì anh em sẽ được tăng tốc chạy nha. Và cái chiêu một của vị tướng Gracie là bướm đi bướm về, thì Gracie nó thả ra một con bướm mà bay đi bay về trên cái đường bay thì nó sẽ gây sát thương. Chiêu 2 thì bão lá là nó sẽ gây hất tung. Chiêu cuối là mưa sao băng này, rất là đẹp, cái tên rất là hay nha anh em. Pha này thì mình sẽ lên lượm cái mạng của vị tướng Zip luôn anh em ạ. Khi mà vị tướng Gracie này á anh em chơi cái cách chơi như thế này này, anh em sẽ nâng mát chiêu một lên cho mình. À, và anh em khi mà có chiêu cuối thì anh em sẽ bật chiêu cuối để nó tăng tốc chạy lên nha. Chiêu cuối mưa sao băng, khi mà anh em bật chiêu cuối vào giáp chiến á, là anh em nên bật chiêu cuối trước, rồi anh em hãy dùng cái chiêu 2 để hất tung tướng địch, rồi sau đó anh em cấu máu bằng chiêu một. Và khi mà anh em sử dụng như vậy á, là nó sẽ tối ưu hóa cái tốc chạy cho vị tướng Gracie nếu mà anh em muốn bắt vị tướng nào đó. Còn thông thường chưa vào giao chiến thì anh em cứ cấu máu bằng chiêu 1 cho mình, cấu máu bằng chiêu 1. Và cái chiêu 2 á, thì anh em sẽ cố gắng là thả sau cho cái đường lướt của cái đường đi của tiên bạn, thì anh em sẽ cố gắng là thả trúng cái đường đi để mà nó gây choáng nha anh em. Nó hất tung lên này, cái hất tung này nó rất là giá trị nha anh em. Khi mà hất tung lên được thì anh em sẽ combo những cái chiêu sau nó rất là dễ. Pha này thì vị tướng Scout của team bạn chắc lẽ là lấy được cái trụ rồi nè. Pha này thì mình sẽ xả hết ulti để mà lấy lính. Pha này thì vị tướng Scout đã quay trở lại quýnh mình luôn, nhưng mà rất là may là có vị tướng Zhon đã ra cứu mình. Pha đó cứu mình thì mình cho một bướm đi bướm về nữa, vị tướng Scout của team bạn lên bảng điểm số anh em ạ. Không còn mình tưởng đâu mình trâu, nhưng mà ai ngờ đâu, ai là con sâu đó không phải là con trâu anh em ạ.
pha này thì team bạn đang đẩy lính rất là khác nha anh em. Team bạn thì có vị tướng Phoenix, hiện tại thì Phoenix đang rất là xanh anh em ạ. Nó hình như nó ăn được 6-7 mạng rồi đấy. Pha này thì team mình không giết được cái mạng của vị tướng Phoenix anh em. Pha đó thì mình chơi vị tướng Phoenix lại tốc biến, vị tướng UI lại tốc biến luôn rồi anh em ạ. Vị tướng khi mà vị tướng Phoenix mà nó đánh á, là nó rất mình rất là khó bắt vị tướng Phoenix, bởi vì vị tướng Phoenix bây giờ nó sẽ có cái nội tại là nó có con mát anh em. Anh em chỉ cần đi tới gần là anh em sẽ bị lộ sai ngay, nên là mình không có nốc bụi. Vị tướng Phoenix của team bạn thì ăn 9 mạng rồi anh em ạ. Mình mới có ăn có 2 mạng thôi mà nó ăn tới 9 mạng rồi. Đấy, trong cái trường hợp như thế này thì anh em cứ ôm mà farm nha. Về cuối game rồi thì anh em chỉ cần một bướm đi bướm về là anh em sẽ dọn hết lính thôi. Nên là anh em cứ từ từ mà đánh, không có việc gì phải xoáng anh em ạ. Vị tướng Greasy thì chủ nhà cũng rất là tốt, nên là anh em không cần phải lo lắng là team bạn nó đẩy nhà được. Khi mà vào trong thế thủ như thế này thì mình với vị tướng Zone của team mình á, thì nó sẽ rất là lợi nha. Bởi vì Zone á, khi mà nó được form á, thì nó sẽ xanh lên. Khi mà nó xanh lên rồi á, nó sẽ căng team nha anh em. Đấy anh em thấy không? Chỉ cần những cái bài lính nó xuống như thế này là anh em mình chỉ cần đẩy thôi, cứ bướm đi bướm về và thả chiêu hoa là chắc chắn là một bài lính nó ra đi rồi anh em ạ. Nói về cái video của vị tướng Greasy thì anh em có thể nhìn dưới màn hình nha. Màn hình vị tướng Greasy này mình đã chia sẻ. Ui trời ơi, một pha cắt của vị tướng UI mình gần hết máu anh em ạ. May không là vừa bước lên phát dính phát là tìm luôn anh em. Nhưng mà thì vị tướng UI khá là xanh nha. À, nó cắt trúng cái chiêu hai khá là đau anh em ạ. Cắt trúng chiêu hai khá là đau. Nên là khi mà anh em chơi vị tướng Greasy á, thì anh em lưu ý là né né cái chiêu của vị tướng UA ra nha. Bởi vì vị tướng UA khi mà nó thả cái chiêu hai mà nó thả hai cái một lượt anh em, nó cắt đau lắm. Mình thì vẫn dặn mấy mẫu máu mỏng nữa. Anh em đánh Greasy thì anh em không cần đánh thường đâu. Anh em chỉ cần dùng chiêu thức là ok rồi, không có cần lo lên mà đánh thường đâu nha. Bởi vì cái lượng đâm tay của vị tướng Greasy nó không có bao nhiêu hết anh em ạ. Về build của vị tướng Greasy thì mình có để dưới phần màn hình. Build này thì vị tướng Greasy sẽ đẩy lính rất là nhanh, gây sát thương rất là lớn. Đây là một cái build full đâm phép cho vị tướng Greasy nha anh em. Đấy, thì cuối mình bấm lộn anh em, pha này thì mình nâng chiêu cuối nhưng mà lại lộn anh em. Pha này thì đó ấy, thằng Jeep nó định na lính lên nhưng mà chưa kịp na lên, na có một lính lên là chưa kịp làm gì thì mình đã cho nó lên bảng điểm số hết rồi anh em. Rồi thì bây giờ team mình đã hơi xinh xanh một tí. Ui lại dính cái cát của vị tướng UA anh em ạ. Cát một phát đi về. Đấy, phải đi về thôi anh em. Rất là may có là vị tướng Arum của team mình nó lại bơm máu cho mình anh em. Bây giờ mình sẽ nói về cái cách combo của vị tướng Greasy nha. Anh em có thể là combo bằng cách đó là ulti xong là anh em tốc biến lên thả chiêu 2 nha. Ví dụ như thế này, ulti xong tốc biến lên thả chiêu 2 và thả chiêu 1. Đấy là đã lượm được cái mạng của vị tướng UA rồi anh em. Anh em thấy không, chỉ cần một pha combo như vậy là vị tướng UA đã lên bảng điểm số rồi. Bây giờ thì mình sẽ biến về, nhưng mà thấy thằng Arum nó chắc là nó còn cái hồ máu anh em. Mình đứng gần gần với nó, mình khịa nó để nó hồ máu cho mình nha. Đấy, anh thả cái icon nó là mặt khắp anh em ạ, chắc là có lẽ là chưa có cái hồ máu. Khi mà có cái hồ máu là đó, bây giờ có cái hồ máu rồi anh em. Khi mà có hồ máu rồi thì vị tướng Arum nó sẽ bơm máu cho mình. Pha này thì team mình nó, vị tướng Zone của team mình đã bị chết rồi anh em. Pha này thì mình lên hỗ trợ và ăn được cái mạng của vị tướng Triệu Văn. Đấy, anh em chỉ cần thắt tung xong là anh em thả chiêu 1 và team bạn thấy là yếu người rồi anh em ạ. Cộng thêm chiêu cuối nữa là chắc chắn là nó sẽ lên bảng điểm số thôi. Đấy, Greasy thì anh em phải đánh với giữ khoảng cách nha. Lưu ý là giữ khoảng cách để nhưng mà cái chiêu cuối của vị tướng Greasy vừa gây đam là đủ rồi, chứ không cần là vô sâu quá nha anh em. Vô sâu quá thì vị tướng Greasy là máu rất là mỏng, nên là anh em dễ bị chết. Đấy, thì mình đã nói cái cách combo của vị tướng Greasy á, thì chưa vào giao chiến thì anh em sẽ dùng cái chiêu 1 với chiêu 2 để cấu máu tướng địch nha. Anh em chỉ cần chiêu 1 là nó rất là tầm, nó rất là xa, cấu máu tướng địch là ok rồi. Khi mà có chiêu cuối á, thì anh em có thể là dùng chiêu cuối gây sát thương toàn diện hơn ở cái vào giao chiến, vào cái combat. Anh em bật chiêu cuối lên anh em xả sát thương. Khi mà giả xả sát thương thì Greasy nó sẽ được tăng tốc chạy, và anh em lưu ý là anh em chỉ cần đứng ở một cái tầm nhất định thôi nha, không có vào sâu quá. Tại pha này thì mình sẽ được lồm bướm đi bướm về là vị tướng Phoenix của team bạn lên bảng điểm số anh em ạ.
Anh em thấy không, khi mà vị tướng Phoenix mà nó chỉ cần dính cái bướm đi bướm về của mình không thôi là nó đã chết rồi. Pha này thì vị tướng Scoot của team bạn là kêu một mình tao căng hết, nhưng mà căng đâu không thấy, thì cuối cùng là cũng đã lên bảng điểm số rồi anh em. Này, team mình nó thì đã ăn được cái con thật thằng Seiya nên thả đường giữa, và cuối cùng là nó đã đẩy được hai cái trụ rồi anh em. Ở dưới kia thì vị tướng John cũng đã đẩy được trụ. Pha này thì mình đã lên được quả cầu ăn xương. Đấy, thì được hai trụ rồi, bây giờ team mình sẽ lấy nốt cái trụ này. Sau khi lấy cái trụ này thì bây giờ mình sẽ tập biến lên, mình cõng vị tướng này nha anh em, cõng vị tướng UA. Hãy pha này thì vị tướng Zip định làm gì trời, tự nhiên lan ra rồi chết vậy thôi. Hãy pha này thì mình cứ đứng sau mình cống máu thôi anh em ạ. Rồi cuối cùng thì team mình cũng đã win, khi mà team bạn về vị tướng Phoenix của team bạn khá là xanh nhưng mà vẫn thua anh em ạ. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chơi vị tướng nào cứ comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem nha.